Shadows have spawned. Em đợi chút. Thì tao bị tẹt rồi. Nó thuốc luôn rồi, quá trời phát. Đồ nha. Đúng rồi, đổ má thuốc luôn rồi. Ở đây. Mày bị tẹt rồi. Ủa thằng hình gì nói rồi? Cái thằng hình gì chưa, cho đợi xíu. Cái thằng hình gì? First blood. Ủa chỉnh màn hình gì cho anh em vậy? Màn hình chỉnh rồi mà. Ủa con chuột khó chơi quá. Biết thích mẹ này. Chỗ có chơi thôi, mới chơi chuột thì đáng quen. Vô level 1 lên lấy lợi thế là độ mới được cơ hội chiến thắng lúc đó. Ta trễ quá. Ôi. Lại cố. Xong. Chột kìa nó căng khó chơi thì. Chết rồi Châu ơi! Đợi em đi mà không thấy cái kênh mình bị ban rồi. Kênh mình bị ban nản quá, mình làm biến phim. Kênh mình bị ban thì mình làm biến phim. Mình tính đi chơi, thời gian cho nó phải khỏa. Giết nữa luôn, mày thấy ghê không? Được rồi. Để tao giết thêm mạng nữa tao tức. Tại mạng chưa công bằng. Tức quá mà. Yep. Thấy ghê không? Mất gấu rồi. Không mày giết mình đánh đi, mất công mẹ tao hành nó nữa.
ra trễ quá, ra trễ quá mọi người bị nó nhắc. Mẹ tụi đầu rồi. Mẹ bốn con. Đầu 62 à. Renga xanh rừng xanh về đấy. Đây làm cái gì? Gà đi tóc, gà đốt, tí nó nhảy vô cái tí mình chết liền. Con này thì sợ. Con này, này mình sợ người con. Hết gấu rồi đó. Giết con này tí rồi. Pure. Xong rồi, thấy xong rồi. Lùi cũng chết. Ủa sao thằng Mordekaiser lại đi thua lên kia? Mordekaiser sao thua thằng Redga được vậy? Thua bằng cách nào? Thua bằng cách nào? Trận này thua cũng được bỏ qua. Been slain. Làm chai nước chém gió Anh Châu. Chúng nó xanh thế. Xa tìm thấy nhau vì chính em cũng thật gái ngày hôm qua. An enemy has been slain. Lát thì ok, đằng nào tao sẽ chết.
mình còn mana mình quay lại mình xả R nó chết mạng nó rồi. Mà rất tiếc là không còn mana. Some call it. I call it good aim. It is. Da mẹ nó ngủ nha đi. Trận này mình vô sâu hơi lâu. À, ông ở đây cái sao ông lên đồ sai rồi. Ở trận này chắc thua quá. Cầm Lucian nó không gọi được. Đùa hả mày? Xỏ mà liền. Lát lên à, anh thì ok, à, mất cái flash. Hồi ông này suốt quy si đa quá, bét suốt quy luôn, ông suốt quy vậy sao chơi? Hồi tưởng đâu có mạng chắc 100% mà suốt quy si đa. Thu
là thua ông top thôi. Rise again. An enemy has been slain. Mình sẽ tranh thủ phá nhà. Ủa, có một cái ná lên đồ kìa. Khỏe vãi liền luôn, hèn chi khỏe vãi bắn cũng thấm. Đồ vậy bắn sau thấm, trời ơi lên đồ nè. Vậy ta bi lên đứng tanh luôn. Hỏi sao mình bắn không thấy thấm. Qua nè, nó cáo quá. Lấy một cái nè, nó cáo quá. Mình bắt đầu gỡ gạt được lại được chút.
xin nó làm cái gì hết ta. Dạ, ừ đúng rồi. Chitana nó làm cái gì vậy? Đéo hiểu Chitana nó làm cái gì. Mang bóng vào tâm Baron thì vô đánh Baron luôn đi. Đúng rồi, hai bắn bằng cá đúng rồi đó. Bắn bằng cá. Đúng rồi, cái lâu lâu bắn bằng cá. Xé mang được Baron rồi. Enemy has been slain.
Enemy rampage. Ra nổi cái rờ Morgana. Team delay thắng chắc. Chơi nó, trời ơi, ổng lên cái mặt nạ ổng thích nghi mà ổng còn sợ nó kìa. Thích nghi trùng mẻ rồi. I've got a cure.
tao đổ một mạng luôn. Tao chấp nhận đổi mạng cho AD quấn này luôn. Hai cái giáp hồi sinh rồi sao? Chết con gấu đi lẽ xong vậy. Ông đi xin, ông đi ra đi là được rồi. Tự nhiên một lũi vào. Ở win nữa. À vẫn win được. Mừng quá. Hết vá mình quay random xong chắc mình cũng nghỉ. Đang có chuyện kịch bản ở làng sói. Mình đánh xem cái lẻ tẻ nó đi đâu nhỉ? Đi chung là thằng Renga làm gì việc nhau? Đi chung rồi lấy mày thằng Renga nó chơi. Sợ thằng lên gà. Đông người tao bu cho mày, tao đập mày luôn. Tí chắc phải bỏ vô mu luôn. Top đi về.
chiêu. Mày vô đây. Mày xuống mày kéo Baron xong mày cũng nguy cô luôn, ok. Ôi đẹp mẹ rồi, luôn ăn cái ulti nữa kìa. Được rồi. Má vào cái góc mà ép thua. Ồ, má vào đúng cái góc mà ép, không thấy mà ép ở đây. Đúng cái góc mà ép gánh tim luôn mẹ. Đúng cái góc mà ép luôn. Có một con mà ép mà ngày trong chịu thua. Đó mà ép mà nguyên một team mà nhai hết con ulti cho nó thì còn cái đéo để chơi. Chỉ có một cái ulti thôi mà nổ. Bây giờ chỉ có nước nhà lính hồi thôi, máy ra. Nhà lính đã hồi đéo rồi còn lâu mới hồi thua rồi. Đâu cụ bắp vậy sao? Đâu như cục cạch vậy? Ngáo gì ham hố lâu lên team mình đó chứ phải riêng gì mình. Ngáo luôn mày ơi. Ồ con Ranga nó hết ulti phải bay nó bắt nó liền chứ. Cơ hội mà. Mấy con mẹ một cái thì nó xả ulti đi hết mẹ rồi. Phải có con Lee Sin suốt đầu mẹ kìa. Không câu nhưng mà tao